Dì Khanh xin kính chào quý khách hàng của Viettel Music. Hôm nay Dì Khanh xin giới thiệu đến quý khách hàng một sản phẩm keyboard organ, đó là sản phẩm CTX 5000 vừa mới về cách đây mấy ngày. Đây là thương hiệu của Casio đến từ Nhật Bản. Trong cái model mới này thì sẽ có những sự khác biệt rất lớn, cực kỳ lớn, đó là hệ âm thanh AIX. Đây là một con chip xử lý âm thanh nổi tiếng hiện nay. Sự khác biệt này là gì ạ? Casio dòng CTX sẽ tạo ra âm thanh cực kỳ tốt khi mà chúng ta nghe ở trên loa hoặc là nghe ra dàn âm thanh trên sân khấu. Đặc biệt hơn nữa đó là công suất của loa Casio dòng những dòng CTX này thì đạt công suất cao hơn hẳn. Đây là công suất mỗi loa là 15W và bổ sung thêm một số chức năng, thí dụ như là chúng ta sẽ nhấn về phần băng tiếng, gồm mỗi băng là 8 tiếng để tạo sự khi mà chúng ta đổi tiếng thì nó sẽ nhanh hơn. Và đặc biệt nữa là đó là cái nút Sinta Sintop. Thì trước giờ thì dòng CTX thì không có, nhưng mà dòng CTX này thì Casio đã thay đổi rất nhiều, đã có thêm nút Sintop để chúng ta có thể chơi đàn và có thể theo được người hát dễ dàng hơn, cách nhẹ nhàng hơn. Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một buổi sau của đàn Casio xem như thế nào nha. Và kính mời quý vị cùng đến các showroom của Viettel để trải nghiệm qua sản phẩm CTX 5000 của Casio. Xin cảm ơn.